không còn nơi nào để mày chạy trốn đâu, thằng khốn. You mốc, chúng mày không biết điều gì sắp xảy ra đâu. Bất kể điều gì, mày cũng không thể sống sót để nhìn thấy nó đâu. Được, video hôm nay sẽ dành cho anh kiếm sĩ của tao. Tấn công anh em. Anh đã đi thằng TD Man. Tao sẽ là người cuối cùng mà nhìn thấy ngày hôm nay. Cho mày một món quà bất ngờ này. Hả? Cái gì gió gì thế này? Hai cầm mày chỉ có vậy thôi sao? Tao cũng khuyến mại cho chúng mày một món quà này. Vậy thì còn quà của tao đâu thằng kia? Mày cũng có phần đấy. Mày tưởng lại lừa được tao nữa sao? Không có lần thứ hai đâu. Tao đến đây gì man? Ăn đạn đi. Quá là yếu ớt. Tao sẽ móc lốp mày. Hả? Mày dám? Tại sao lại không? Go go. Súng của tao chứ có phải xương đâu mà mày gặm như thế hả? Ăn đạn đi. Hãy cút ra kia. Tao sẽ khống chế mày thằng ngắm mồm. Cái gì thế trời? Ôi đau đầu quá, đau đầu quá. Cứu tao bọn mày ơi. Mày đang đùa giỡn với tao hả thằng kia? Ăn đạn đi thằng TV Man. Mày yếu thế Spiderman, để chúng nó khống chế suốt vậy. Mày là của tao. Xem mày chịu được tia laser của tao không. Tặng mày quả lựu đạn này cameraman. À, dám chơi bẩn với tao à? Ừ đây, mày làm gì với tao? Bất ngờ trương ra, xin một miếng. Trời ơi các anh ơi, em bị đứt một cánh tay rồi. Lâu không? Chó gì men? Chó thì đã làm sao? Tạm biệt mày nhé thằng camera. Dừng tay lại, hãy bỏ bạn tao ra. Anh em đâu? Cho tao mượn chai dầu ăn. Chết đi thằng lắm mồm. Để xé mồm quái to hơn. Mày sống hơi lâu rồi đó G-Man à. Bình tĩnh chờ đã. Chúng mày còn phải cần tao. Tao chỉ cần đầu của mày thôi. Hãy chết ngay đi. Không, không thể nào. Tao sẽ sống sót và rời khỏi đây. Hôm nay tao sẽ tạm thả tất cả chúng mày. Khốn nạn thật, lại để nó chạy thoát. Thật là tức quá đi mà.